vì một số vấn đề mà khiến cho cả hai người trở thành người cũ của nhau. Bạn có nghĩ là ở một thế giới khác, bạn và họ đã quay lại với nhau không? Ok, chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Hôm nay thì mình xuất hiện ở đây, cũng như là không xuất hiện ở đây, mà chỉ có mỗi giọng của mình thôi, để gửi đến một cái podcast đến mọi người nha. Quan trọng, hãy ở lại tới cuối để mình chỉ ra cái lỗi sai phổ biến khiến ta hay ở cái thế là tự đưa mình vào trong cái cuộc trò chuyện nha. Ai mà lại không có một Bạch Nguyệt quen trong lòng, chứ đúng không? Lúc mình đang feeling cho content lần này là lúc mình đang ngồi xe trong một chuyến đi chùa dài ngày. Khoảnh khắc đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dòng xe chạy qua những cái cung đường, cộng hưởng với ánh sáng mặt trời dần buông. Ánh đèn pha của những phương tiện đang lưu thông cứ thế hắt xuống mặt đường, tạo thành những cái vệt sáng dài. Bầu không khí lúc này đi từ sự rực rỡ của ban ngày, ngã dần sang sự êm dịu của màn đêm. Chỉ có cái khoảnh khắc hoàng hôn mới mang lại cái cảm giác có một cái gì đó vội vã nè. Nhưng mấy giây sau, lại đắm mình trong sự bình bình, sự êm dịu của màn đêm. Thường thì ta sẽ có nhiều cách để mà chữa lành. Và mình rất là thích cái cách mà ngồi tựa đầu vào ghế của một chuyến đi nào đó, đeo tai nghe, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát sự biến đổi không ngừng ngoài kia. Cảm giác rất là khác so với cái lúc mà ta tự xách xe chạy. Lúc đó là ta phải nhìn đèn tín hiệu nè, luôn phải coi chừng xe nè, phải chạy đúng làn đường nè, và tỷ tỷ thứ phải tập trung khác. Ngồi trên xe thì mình đã nghe hết nhạc của 3G ngày, tới 4G tháng luôn. Thì gu nhạc của mình thì mình chỉ nghe toàn nhạc ballad thôi. Một không khí này làm ta rất là muốn suy nghĩ, hoài niệm chuyện cũ. Cả những khía cạnh mà ta chưa từng trải qua của những câu chuyện cũ ấy. Ai mà lại không có một Bạch Nguyệt quen trong lòng? Bạch Nguyệt quen là ánh trăng sáng. Ánh trăng rất sáng, nhưng ta sẽ không bao giờ chạm tay vào được. Bạch Nguyệt quen của cậu xuất hiện từ trước khi mà biết về cái định nghĩa này. Để mình hỏi mọi người một câu nha. Thời đi học của mọi người á, có gặp qua những vị giáo viên khó tính không? Còn về mình nha, khó tính thì còn quá nhẹ để mà mô tả về cái người giáo viên ấy. Đó là một vị giáo viên dạy môn giáo dục công dân. Trong lúc giảng bài, cô đã có những cái lời bình phẩm khiếm nhã. Thì lúc này, có một người đã đứng lên phản đối sự khiếm nhã ấy. Bạch Nguyệt quen của cậu đã xuất hiện từ đó. Về sau, xảy ra rất nhiều chuyện ở cả hai, và bẵng đi nhiều năm sau nữa, cả hai từ những người lạ trở thành những người quen, rồi lại trở thành những người lạ. Hôm nay ngồi nhìn ra bên ngoài, chợt có dòng suy nghĩ, hay là nhắn tin hẹn người yêu cũ, đúng ra là ex crush ra để mà nói chuyện. Có những việc nếu mình nói ra thì có lẽ mọi người sẽ cho là sao cái thằng này nó ngây thơ quá vậy, hoặc là rất là kỳ cục, rất là khờ. Mình muốn cảm ơn những năm nay nhờ kinh nghiệm làm vlog nên mình có thể diễn đạt được cho người đối diện của mình biết những cái suy nghĩ trong đầu, những cái cảm xúc một cách cụ thể. Mục đích của buổi gặp mặt đó là không phải níu kéo. Cũng đã từng có nhiều lần muốn làm rõ một vài chuyện, nhưng lần gặp mặt này không phải vì điều đó. Vì chừng ấy thời gian, có những thắc mắc bản thân đã tự có câu trả lời rồi. Vì trong lòng mình vẫn canh cánh một cái cảm giác có lỗi,
Trong mối quan hệ mà khi mà cả hai chưa đủ chín chắn và trưởng thành thì thang đo mà cả hai thực sự theo đuổi không phải là ai yêu ai nhiều hơn, mà chính là ai có thể làm đối phương tổn thương và rơi nước mắt nhiều hơn. Lại đặt tiếp một vấn đề, tại sao bản thân lại bất giác dùng từ thang đo nhỉ? Chẳng khác nào lại thể hiện một cái sự hơn thua, chứ không phải là thật sự bao dung. Nó sẽ hơi mâu thuẫn, nhưng có lẽ chưa phải là lúc để mình đi sâu vào cái vấn đề này. Thời đó, mối quan hệ của cả hai chính là được đo bằng cái thang đo của sự tổn thương ấy. Giờ thì lỗi ai ít, lỗi ai nhiều cũng đã không còn là vấn đề nữa rồi. Lần gặp mặt này, mình sẽ không giấu giếm, không để cái tôi quá cao nữa. Mình thật sự đã có cái suy nghĩ rằng cái tôi chính là thứ đã giết chết mối quan hệ này. Mình đã sắp xếp sẵn những gì cần nói trong cuộc trò chuyện. Câu đầu tiên, mình sẽ hỏi thăm về tình trạng của họ. Mà thật sự thì mối quan hệ của tụi mình cũng không thể tốt tới có thể thoải mái hỏi thăm về tình trạng của nhau. Rồi xuôi theo mạch của câu chuyện lúc đó, những cái chính của buổi trò chuyện sẽ là lời xin lỗi. Đôi khi mình muốn nói, mình muốn xin lỗi là thật sự mình muốn xin lại từ người ta phần lỗi của mình. Điều khiến ta không lúc nào ngưng tự dằn vặt bản thân mình. Sau đó, nói xong, mình sẽ cho cả hai một khoảng lặng để họ tiêu hóa được những gì mà mình đã nói. Và bạn biết không, những lúc im lặng á, thì ta mới có thể chú tâm quan sát hơn. Mình sẽ quan sát biểu cảm của họ. Mình sẽ kết bằng cái câu là: tôi đã nói xong phần của tôi rồi, bạn có muốn nói gì không? Và mình sẽ lắng nghe suy nghĩ của họ. Cuối buổi trò chuyện, mình sẽ xin phép họ là cho mình bắt tay với họ một cái. Và sau khi đã nói xong những gì mình cần nói rồi ấy, thì mình sẽ ngỏ ý rời đi, nhường lại cái không gian cho họ. Thường, một việc gì đó mình định làm thì mình sẽ không bao giờ nói ra đâu. Nhưng có lẽ đây chỉ là cái suy nghĩ nhất thời của mình thôi. Vì sau cái khoảnh khắc này, đâu sẽ vào đấy. Mọi thứ nó sẽ trở lại cái quỹ đạo thường ngày của nó. Mình có cảm giác á, nếu mà tin nhắn mình gửi đi á, nó sẽ nằm ở cái dạng tin chờ của đối phương. Và kinh nghiệm cho những bạn đang có ý định một cái cuộc trò chuyện nghiêm túc với X là khi trò chuyện á, đừng cố gắng quy chụp phỏng đoán tâm trạng của đối phương. Kiểu, tôi biết tôi nói ra câu này chắc bạn sẽ không thích, hoặc có thể bạn đang bực mình. Và không để lọt tai những cái lời nói này của tôi. Đừng. Mình sẽ là người hay có cái thói quen đó, kiểu là hay rào trước ấy. Nhưng mà đừng. Hãy tập nói những gì bản thân cần nói thôi. Rồi sau đó, hãy uyển chuyển đặt câu hỏi ngược lại cho đối phương. Sau khi tôi nói xong những lời nói đó, bạn có cảm giác gì? Bạn có cảm nghĩ gì? Để cho đối phương có nhiều cơ hội tham gia vào cái cuộc trò chuyện với mình hơn. Và đôi khi mình quy chụp như vậy, kiểu đối phương không có ở tâm thái bực mình nha, nhưng mà nghe mình bảo là họ bực. Nó như một cái gợi ý cho họ vậy, gió đẩy thuyền trôi. À ok, vậy tao bực luôn cho mày coi. Nó là như vậy đó. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ trong chiếc vlog ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tới giờ phút này của chiếc video và đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn ha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.